rồi tình yêu một ngày kia chợt như ánh sáng siêu kỳ thắp lên lại niềm vui trong tôi thắp ước mơ. Alo, em nghe. Anh Bình, anh Bắc nè. Người đàn ông hôm trước mà anh nói đó, hôm nay ông ta có giới thiệu tới một người để dặm lại hành xăm con rít. Anh tranh thủ lấy được ít thông tin như cậu dặn. Ngày mai em tranh thủ ghé qua lấy nha. Dạ được, ngày mai em sẽ ghé liền. Cảm ơn anh. Cuối cùng tao cũng đã tìm được tụi mày. Tụi mày có biết tao đợi cái ngày này lâu lắm rồi hay không? Anh giả giờ khen hành xăm nó đẹp đó, xin chụp lại một tấm hình làm mẫu. Lúc đầu hắn ta không chịu, nên anh phải nói chụp lại để làm mẫu, chứ không có xăm cho người ngoài, để sau này biến tấu thành hình khác, lúc đó hắn mới cho chụp. Đây là số điện thoại và địa chỉ liên lạc của hắn mà anh lấy được. Nhớ đừng có làm gì manh động. Anh thấy nó không thích khi ai đó hỏi về hành xăm của nó. Dạ. Anh cầm lấy đi. Cái thằng. Không, anh cứ nhận đi, em đỡ ngại. Anh đã giúp em nhiều rồi mà. Vậy thôi, em xin phép về nha. Nhưng mà có thông tin gì anh nhớ báo cho em biết. Được rồi, em về đi.